Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với làn điệu hát chèo Tình Em Qua Những Điều Chèo, soạn giả Minh Hòa, theo làn điệu Luyện Năm Cung với phần thể hiện của Thế Dũng và Minh Hòa đến từ câu lạc bộ Hà Nội. Xin mời các tiết mục sau chuẩn bị Khúc Hát Du và Đào Hiếu, Nhịp Đuổi Vầng Trăng Trường Sa, Trần Tình. Thank you.